À, chào các bạn quay trở lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho cái mà làm cái phần mà export Excel á. Thì sau khi mà quay xong video này, hy vọng là bạn có thể làm được cái phần mà export Excel ha. Thì đầu tiên á là muốn export ở Excel thì mình cần quan trọng export những thông số nào. Thì hiện tại bây giờ là mình cần export này, khối lượng của cát này, khối lượng của đá này, khối lượng của nước này, khối lượng của hóa chất này và khối lượng của xi măng ha. Rồi còn có thể thêm, nếu như cần thì có thể add xuất theo cái Excel cho hiện tại là cái số khối mình cần 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 nhập ha. Chắc phần này phải cần thằng này nữa ha. Rồi nữa là số mẻ hiện tại ha. Số mẻ hiện tại, nhưng mà cái này thì không cần được ha. Nói chung là làm thì làm, nhưng mà hiện tại bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho rồi cho xuất những cái thông số này ra trước ra file Excel ha. Thì trên màn hình HDMI á, thì muốn xuất được Excel thì có nhiều, cũng có nhiều cái lắm, nhưng mà mình mà viết theo ngôn ngữ VB á thì đây ha, viết theo ngôn ngữ VB thường thì người ta hay viết theo ngôn ngữ VB này này, nhưng mà viết theo ngôn ngữ VB này thì viết rất là khó hiểu ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái phần mà report ha, cái phần report này này ha. Gọi là trong cái phần report này ha. Đây, thì bây giờ để mình xóa mình làm lại luôn này, do khi này đang làm giờ giờ mà gần xong rồi tự nhiên là máy nó mất điện, phải làm lại luôn ha. Reset, delete đi. Đây ha, để làm được cái phần report á, mình không làm sử dụng VB Script ha, và mình sử dụng cái phần này thôi ha. Mình làm report được rồi, mình add new ha, mình đổi tên nó là thành gì nhỉ, report Excel ha, report Excel ha. Đấy, report Excel ha. Đây, cái này là trong phần title này ha. Title thì mình ép thằng này ra thôi, mình kéo thằng này ra thôi. Đó, mình ghi là hệ thống ha, hệ thống ha. Điều khiển giám sát ha. Điều khiển giám sát. Bể trộn bê tông ha, trộn bê tông ha. Đây này. Đấy, mình làm như vậy ha. Thì trong phần này mình ép cái chữ in hoa cho nó này, mình kéo qua đây. Làm cái này thì hơi hơi mệt, nhưng mà làm cái này để cho bạn thấy dễ hiểu hơn làm cái kia rất là nhiều. Mình để chữ màu đen và để thằng này màu xanh cho nó đẹp ha. Mình thích chữ màu xanh để cho thằng này tăng lên ha. Có anh nghe mở cửa ra 25 nó cũng như vậy. chữ D đi đấy ha. Có cái gì đâu cũng còn bố. Tao thấy đi về thấy mở tủ ra cũng đâu là 25 không được, to quá, 23. có cái gì. Thì anh về thấy mở tủ ra được Đây, không hoa quả cho anh ăn chứ. hệ thống này, hệ thống điều khiển mệt đây. Thì còn bây giờ đó, thì khi nãy mình nói rồi, thằng này thì mình làm thì có thành phần này, đơn vị tính này, khối lượng hiện tại này và offset này ha. Thì thằng này là offset cho 0.1 này, thằng này offset cho 0.1 này, còn thằng này offset cho 10, thằng này offset cho 10 này. Đơn vị thằng này là tấn này, đơn vị thằng này là kg này, đơn vị thằng này là đơn vị thằng này cũng là lít ha, đơn vị thằng này cũng là kg, được chưa? Thì đây mình kéo thằng này ra thôi. Đó. Đó, được chưa? Mình ghi chữ kéo thằng này ra. Mình ghi là đây là gì nhỉ? Thành phần ha. Thành phần. Đấy. Thì nó to như thế này thì mình cầm đây mình kéo ra cho nó bự ra thôi ha. Đấy, để mình tạo cái khung Excel. Mục đích cái này là mình tạo cái khung Excel thôi. Thành phần ha. Rồi mình copy thằng này đi, mình paste đi, đấy paste, rồi copy, paste, kể nó ha, cứ copy đại đi, paste đi, paste đi, paste này, thành phần này,
xi măng này, cát, đá, nước. Xi măng, cát, đá, nước, phủ gia ha. Rồi mình cầm thằng này. Ship. Đây là cách mà tạo cái khung Excel ha. Mình cầm thằng này mình cho nó thẳng hàng. Đấy. Đấy cho nó thẳng hàng ha. Nhưng mà để cho nó bây giờ cho nó cách đều nhau đi. Ship. Mình nhấn ship ha. Rồi mình cho nó cách đều nhau theo chiều dọc. Cũng không được. Rồi bước tiếp theo là mình cho nó ủ lên xíu không sao. Đấy, cho thằng này ủ lên thằng này xíu. Đấy. Cho nó ủ lên chút xíu được không sao nhé các bạn. Đấy. Đấy ha. Rồi mình có đây thành phần này đúng không? Rồi đây mình có là gì? Này xi măng này. Xi măng ha. Rồi tiếp là gì nhỉ? Má à, con chuột nó bị gì ạ? Xi măng là đá ha. Đá. Rồi. Cát. Rồi cái phần mà thiếu mất cái rồi. Nước ha. Nước. Và một cái phần nữa gọi là phủ gia. Copy ha. Bết cái này đi. Đấy mình cho nó hai cái này nằm bằng nhau. Đấy, được chưa? Một cái nữa là gọi là gì nhỉ? Gọi là phủ gia ha. Phủ gia. Đấy ok. Rồi, mình tới sắp xếp cho nó vị trí nó bằng nhau hết. Đều nhau. Cách đều. Rồi. Cách đều. Đấy. Cho thằng này lại. Rồi. Thằng này ship 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 ship. Đấy mình cho nó là chữ A ha. À quên nhầm. Cho nó là chữ này chứ. Đấy được chưa? Rồi bước tiếp theo này. Chúng ta này. Bước tiếp theo nha. Đấy chúng ta rồi. Bước bước tiếp theo chúng ta có cái phần gọi là đơn vị tính ha. Đấy. Không sao ha. Rồi cho hai thằng này bằng nhau thì mình chỉ cần làm như thế này thôi. Đấy ha. Rồi mình kéo thằng này qua. Mình ghi là đơn vị tính ha. Đơn vị tính được chưa? Đấy đơn vị tính. Cho nó bôi đen. Cho hai thằng này nằm thẳng hàng. Đấy. Rồi. Kéo thằng này qua đây. Đấy đơn vị tính ha. Rồi tiếp này mình copy thằng này ha. Copy. Paste thôi. Để đây kề nó. Bết. 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 Bết ha. Đơn vị tính này. Rồi tới đây là xi măng. Xi măng đơn vị là kg ha. Kg. Rồi đá là đơn vị là tấn. Cát là đơn vị là tấn. Nước là đơn vị là lít. Phụ gia đơn vị là kg ha. Rồi tới đây này mình làm cho nó thẳng hàng thôi. Đấy mình làm cho nó thẳng hàng ha. Đấy
Rồi, tiếp. Cho nó trừ màu bố đen lên ha. Rồi, tiếp này. Mình cho nó cách đều nhau. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo mình cầm thằng này mình copy cho nó nhanh ha. Đấy, mình cầm thằng này mình copy ha. Mình qua đây mình paste bên này đi. Đấy, được chưa? Đây là offset. Offset ha. Thằng này là khối lượng hiện tại ha, khối lượng hiện tại này. Được chưa? Thằng này offset là xi măng, offset là 10. Đá offset là 0.1. Cát offset là 0.1 ha. Nước offset là 10. Và phụ gia offset là 0.1. Được chưa? Còn thằng này bự hơn ha. Đấy, mình cho thằng này ra thôi. Khối lượng hiện tại thôi. Và mình chỉ cần làm cái thằng này. Zip 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 lên đấy ha. Rồi thằng này xóa nó đi. Đấy, thằng mình này mình cho ra rửa này ha. Rồi tiếp 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 cho nó cùng nhau ha. Ok. Offset đơn vị ha. Rồi, tới đây là cái phần quan trọng nhất này các bạn. Tới đây là cái phần quan trọng nhất ha. Gọi là cái phần xi măng này. Giả sử như kiểu cái phần của tôi là cái phần hiện tại bây giờ đây là đá đi. Này, đá hiện tại này. Tôi cho vô ô này. Đấy. Rồi mình property nó ha. Trong phần là test mặt mát cho nó là center middle ha, general ha, cho nó là hai số thôi. Đấy, được chưa? Rồi tiếp tục là ủa đây là gì, vừa copy thằng này hả? Thằng này m cột 18 là nữa rồi, là sen này. Sen là thằng này ha, tên là ô này ha. Đấy, được chưa? Rồi rocker run này tương tự ha. Rocker run này mình cho nó là hai số thôi cho nó đẹp ha. Rồi test format central, đây là middle ha. Được chưa? Đây cho nó in hoa luôn cũng được ha. Đây in hoa luôn cũng được ha các bạn. Chưa? Rồi, nước. Nước thì mình vào trong cái phần mà có chứa nước á, là cái phần mà control tranh 2 nước này. Mình lấy thôi. Mát ở water này, nước hiện tại này. Mát ở water nước vô đây ha. Đấy. Middle ha. Xeo lại cái không mất chương trình như thế này. Chưa? General. Trong phần general mình lấy hai số cho nó đẹp ha. Nước. Đấy. Rồi. Tiếp.
gì nhỉ, chemical đúng không? Đó, phủ da đúng không? Phủ da tiếng Anh nghĩa là chemical, mask of chemical. Khối lượng mass of chemical này. Đây ha. Property nó. Này 2 số 9 đây. 9. Test for mass ha. Central. Đây là middle ha. Đây ha. Được chưa? Còn cái phần tới lượt là cement. Xi măng là cement ha. Mass of tanh 3. Đây lượt đây là gọi là cement này. Mình cầm mình lôi ra thôi. Mass of cement này. Đấy. Property nó ra ha. Middle ha. General ha, 2 số 9 thôi. Đấy ha. Đây. Mình cho nó chữ này luôn ha. Rồi bây giờ cho nó cách đều nhau ha, nhấn ship 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 đấy, cách đều nhau như vậy là cách đều nhau này đúng không? Rồi đây là ra cái bản Excel này đúng không? Bây giờ tới cái phần mà đây mình copy cái đây ha, mình di chuyển thằng này xuống đây. Đấy, ôi khối lượng hiện tại chỉ kìa. Đấy ha, mình phải làm một cái phần là đây ha, là gì thôi khỏi đây. Đây là cho 19 rồi. Đấy. Mình order ha, send to back ha. Đấy. Là bảng thống kê số liệu ha. Bảng thống kê. Bảng này. Để kê. Bị gì ta? Sao nó ra từ Trung Quốc à? Phần mềm bị điên à? Lưu lại nha các bạn. Đây ha. Phải là property nó cho nó transfer mới được, không là cho nó xóa nó đi rồi mình làm sao thôi. Đây ha, đây là bảng kỳ. Bị gì không? Bị gì ta? Ôi gì kỳ à? Ra từ Trung Quốc rồi. Bảng kìa, ngôn ngữ Trung Quốc đâu ra đây vậy? Bảng ha,
số liệu ha, số liệu cập nhật ha, nhập ok ha, đấy ha. Rồi mình cho nó là chữ B ha, mình cho thằng này vô. Order em to back ha. Còn cái thằng quỷ này nằm đâu đây? Ôi. Cho nó là cùng thằng hàng chứ. Đấy. Còn thằng quỷ này thì với thằng quỷ này là cho nó cùng nằm chung một mẻ như vậy mới được ha. Đấy ha, bảng thống kê số liệu này cho nó tăng lên này, 21 này. Đây là cái cách mà chúng ta tạo ra cái phần Excel ha, được chưa? Thì dưới này thì các bạn có thể thêm mấy cái phần như chú thích này này, ngày giờ gì đó thì các bạn tự thêm vô ha, mình chỉ làm tạm thời như vậy thôi, được chưa? Rồi cái phần quan trọng nhất là trong cái phần này, trong phần screen ha, và trong phần SCADA của mình. À, giả sử trong cái hệ thống giám sát của mình đây, ở đây mình sẽ tạo thêm một cái nút gọi là đây ha, trong phần này mình tạo ra một cái nút gọi là biết tạo đâu cho nó phù hợp, nhưng mà giờ cái màn hình của mình là cái này, giờ bây giờ full như thế này thì chắc là tạo đây thôi, không biết gắn ở đâu cho nó phù hợp được, không thì sẽ gắn trong này admin đấy, gắn cũng được, thôi gắn đây đi, gắn đây đi. Gắn ở cái trang màn hình đầu tiên này này hay hơn này. Win 1 ha. Đấy. Mình sẽ gắn ở đây. Đấy là màn hình kia rồi đúng không? Đấy mình sẽ gắn ở đây. Gắn ở đây cũng không ổn á, thôi gắn đây cũng càng không ổn, thôi bây giờ quyết định gắn đây đi ha, mình ghi, thôi cũng đặt gắn ở đâu đặt ha, mình ôi gắn cho nó đẹp với cái hệ thống của mình cũng khó khăn á. Đây là gì? Phần chân Z ha. Export đấy. Export. Excel ha. Đấy. Export Excel. Được chưa? Gắn đây hơi kỳ ha. Thôi gắn đây đi. Nó đi. Đây, trong phần này các bạn này, đặc biệt nhất trong phần event á, các bạn gõ là bring, bring ha, bring. Các bạn kéo xuống đây này, là bring report, được chưa? Và trong cái phần này là mình sẽ chọn cái phần là report Excel ha. Đấy, ok. Rồi. Ở đây ha, mình xem lại bài đi. Đấy ha, rồi ở đây mình đao chương trình xuống,
Đào những đỉnh xuống ha. Chương trình đang đâu bị gì đâu mà phải mở lần cả BOC kê ta. Ở đây này, thằng này chứ, nhầm. Đấy, đây thằng này này. Admin admin ha, và bát là 123. Ok, nhấn vô đấy. Kỳ mình xem new ha, mình nhắn cho nó chuyển cái này đi, ta đi ha, rồi tốt ha, ok, auto đấy. Kìa menu ô ta này, auto này, đây bây giờ mình có thể nhìn xem này, là hiện tại bây giờ là mình cho thằng này cho nó nhiều vô ha, nít ha, cho nó xả nó lâu ha. Mình nhìn thấy này, hiện tại bây giờ là xi măng là 70 ha, nước này, hóa chất này là 76 này, và nước này là 28 này, được chưa? Đấy, còn đá thì nó đang giảm, giả sử mình nhấn cho nó nít tanh đi ha, để nhìn ha. Bây giờ mình export Excel này, đó, mình nhấn export đây, ok ha, chờ xíu nhá. Đó, mình nhấn export thì đấy, lập tức nó lên cái phần mềm Office này ha. Đó, lúc mà mình nhấn lên lập tức nó lên cái phần mềm Office. Mà mở lên lần đầu thì mở thì nó lâu như vậy các bạn, One Office sao? Không biết tại sao nó ra cái phần mềm One Office này, mình cũng không rõ nữa. Ôi gì kỳ à? Bị gì à? Xi măng, cát, đá sao không thấy ra? Đây mình nhấn tiếp thì chỉ cần chọn ok, lần sau chỉ còn ok là được ha. Đấy ha, rồi tại vì nó cập nhật thấp ha. Đây nhìn này bạn, điều khiển số lượng này, cát đá này, bây giờ mình nhìn thấy nha, giả sử trong trường hợp này là nó đang giảm này, thằng này là nó đang giảm 51 này, mình chỉ cần nhấn offset thôi, export ha, rồi qua đây mình chỉ cần chọn ok là được ha. Nó cập nhật online nhé các bạn ha. Đó, nó cập nhật online ha. Phủ gia là 76 này, xi măng là 47 này. Nó giảm dần 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 này, bây giờ mình nhấn export cái này. Rồi, qua đây, mình nhấn ok. Xi măng hiện khối lượng hiện tại 633 nha anh ta. À, xi măng ở đây. Đây quên ha, 23 này. Đá đang là 0 nha. Bây giờ mình nhấn export này. Đó, rồi mình qua đây nhìn cho ok này. Đây ha, đá là 0 này, đá này cát cũng là 0, cát ra 1 ha. Đây là cho code của mình ha. Đấy thì cái phần mà export Excel thì chỉ có vậy thôi ha. Bây giờ giả sử mình cho nó là full đi ha,
giả sử mình cho là nít tanh đấy, nít tanh thằng này mình cho là nít tanh này đấy ha. Rồi mình export lần nữa mình thấy này đấy, nít tanh mà xong thấy ok gì ta, export lại ha, export rồi nhấn ok này đấy ha. Thì lập tức nó ra những cái thông số liệu này, phù gia 50 này, đá này, không này, cát 31 này, mọi thứ này ha. Đấy thì phần xuất Excel của mình làm từ đây ha. Đấy được chưa, mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ lại ha, thành phần Excel mọi thứ ha. Nói chung là chỉ cần nhấn giả sử ha, bây giờ cho thằng này về 28 ha, 28 mình nhấn lại tiếp, export tiếp ha. Đó, khi nào nó thấy ok đây ha, mở lên mà thấy ok này đấy ha, lập tức nó thay đổi lên ha, ok ha. Đấy ok, đây là bảng số liệu. Thì ngoài ra nếu như kiểu mà muốn làm theo kiểu một số phần như kiểu là tên, giống như kiểu là người lập, ví dụ như kiểu là gì ta là gọi là nhân viên này, nhân viên ha. Đấy thử mình có thêm phần nhân viên này, rồi phần quản lý này, bên dự án này. Đấy đấy, giả sử như vậy ha, nhân viên rồi là quản đốc phân xưởng ha, về nhân viên rồi đơn hàng ha, đơn hàng, người nhận hàng đi, người xuất hàng ha. Đấy vân vân và vân vân, muốn làm cái gì cũng được ha. Đấy, được chưa, rồi xong chỉ cần ký tên vô thôi, nếu mà đó ký tên vô thôi ha. Rồi bây giờ down lại này, ở đây mình down lại chương trình này, đấy mình down lại chương trình này. Đi nhập admin vô ha, và bát là 123, ok vô đó. Rồi ở đây ha, mình nhấn là gì, export này, rồi bên này nhấp nháy này, nhấn ok là được rồi. Đấy ha, nhân viên là con người nhận, người nhận hàng chứ. Đấy ok, đây tạm thời là như vậy ha. Đây được chưa? Đấy tạm thời như vậy ha. Thôi chương trình này có thể dừng tại đây. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.